Việt Nam, một thị trường năng động không ngừng phát triển. Sau 27 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, Jotun nay đã sẵn sàng cho một bước tiến vượt bậc. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 10 hectare và tổng số vốn đầu tư lên đến 100 triệu USD. Nhà máy bao gồm tòa nhà văn phòng, khu vực nhà máy và các công trình phụ trợ khác. Đầu năm 2021, nhà máy chính thức đi vào hoạt động. Nhà máy ứng dụng công nghệ tự động hóa hiện đại, môi trường chuyên nghiệp, đội ngũ nhân sự chất lượng, công trình đạt tiêu chuẩn LEED thân thiện với môi trường. Khu vực văn phòng và căng tin đạt chứng chỉ LEED hạng vàng. Khu vực nhà máy ứng dụng nhiều công nghệ tự động, an toàn, giảm sức lao động. Quy trình trộn inline mixer làm tăng mức độ tự động hóa, giảm 50% thời gian sản xuất và bụi trong nhà máy. Ngoài ra, chúng tôi còn ứng dụng công nghệ vệ sinh đường ống tiên tiến, các con vít di chuyển bằng hệ thống khí nén, giúp loại bỏ sơn thừa, làm sạch đường ống, tăng cường độ ổn định và chất lượng của sơn, tăng mức độ linh hoạt trong kế hoạch sản xuất. Dây chuyền sản xuất được tự động hóa bằng hệ thống workflow, từ quá trình nạp liệu đến chuyển hàng qua kho thành phẩm. Khu vực bồn chứa bao gồm 10 bồn nguyên liệu nhựa, 18 bồn phụ gia. Nhà máy sơn bột tĩnh điện sử dụng công nghệ trộn nguyên liệu kỹ thuật cao giúp cho các mẻ sơn đạt được độ đồng đều tối ưu nhất. Kỹ thuật cảm biến giúp giảm thiểu lỗi máy móc và an toàn cho người vận hành. Máy phân tích kích cỡ hạt với công nghệ chùm tia laser giúp kiểm soát độ phân bổ hạt bột, làm cho việc thi công sơn trở nên dễ dàng và đạt hiệu quả bề mặt cao. Công suất nhà máy lên đến 85 triệu lít sơn nước và 10.000 tấn sơn tĩnh điện mỗi năm với dây chuyền đóng gói hoàn toàn tự động. Thông số khối lượng được lập trình để tự động vu lon trên dây chuyền. Sơn sau khi vu lon sẽ được robot vận chuyển lên bàn LED giúp giảm thiểu việc khuân vác cho người lao động. Jotun ứng dụng hệ thống IFS để quản lý từ khâu nhập nguyên liệu, sản xuất, lưu kho đến giao hàng. This is the first factory outside Norway that is fully automated, from raw materials coming in to production and finished goods warehouse and the distribution. This is to ensure that distributing high quality products to the nationwide market in Vietnam. Khu vực kho đạt tiêu chuẩn LEED hạng bạc, quản lý hàng theo hình thức nhập trước xuất trước, sức chứa gấp đôi kho thông thường, tự động vận chuyển. At Jotun, we respect not only the people, but also the culture and nature of Vietnam. Jotun always wants to bring the greatest value for our customers, while also minimizing the impact on the environment. Jotun luôn tâm huyết mang đến những sản phẩm chất lượng vượt trội cho khách hàng. Chúng tôi xem Jotun như là mái nhà thứ hai của mình. I have worked for Jotun for 14 years, and I'm still looking forward to continue to contribute and to connect with our great employees who are striving night and day for the common goal of Jotun Vietnam. It gives us all extra motivation when we are able to share our passion in such modern, inspiring, and not to mention comfortable workspace. This is indeed the pride of Jotun Vietnam. I believe this project not only contributes for Jotun, but also for the general development of Vietnam. Jotun dẫn đầu trong việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm sơn chất lượng cao, sẽ luôn đồng hành và điểm tô một tương lai Việt Nam phát triển và thịnh vượng.